Quý vị, với mục tiêu là nơi sinh hoạt văn hóa thể thao cho người dân, góp phần chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đầu tư dự án trung tâm văn hóa thể thao Thuận An với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 21,5 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào năm 2013 với bao hy vọng của người dân địa phương. Tuy nhiên đến nay đã 6 năm nhưng công trình vẫn chưa thể hoàn thành và đưa vào sử dụng, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao Thuận An giai đoạn 1 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và khởi công năm 2013. Theo đó, diện tích triển khai giai đoạn này là 5,5 ha, trong tổng số diện tích toàn khu là 13,1 ha. Tổng mức đầu tư là gần 21,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Quy mô đầu tư giai đoạn này bao gồm xây khán đài, mặt sân bóng, đường chạy, mương thoát nước. Theo quyết định phê duyệt thì dự án trên được thực hiện trong vòng 3 năm. Thế nhưng, sau 6 năm triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thành và đưa vào sử dụng. Một số hạng mục đã hoàn thiện như đường chạy, hệ thống thoát nước, các phòng chức năng phía dưới khán đài đang có dấu hiệu xuống cấp. Phần sân bãi vẫn còn dang dở với mặt sân gồ ghề, đất đổ chất đống, cỏ mọc tùm. Cái sân này thì mình thấy nó đã được xây dựng rất là lâu rồi. Tuy nhiên là mình cũng chưa biết và cũng là không biết là khi nào nó mới hoàn thành. Thực ra thì bà con xung quanh đây cũng như là xung quanh đây là cái khu vực mà có rất là nhiều các trường học, học sinh, sinh viên, các em rất là đông. Và đa số các em cũng rất là mong mỏi là làm sao đó để mà cái sân nó hoàn thành. Nhưng người trong chờ hoài năm nay qua năm khác mà không hiểu vì sao đến bây giờ nó vẫn thể nào đưa vào sử dụng được. Mà sân thì đã lộn trộm như thế này thì các em cũng thể nào vào rõ bóng được. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng khu vực Phú Vang cho biết, lý do khiến dự án trên sau 6 năm thi công vẫn chưa thể hoàn thiện là hiện nay dự án mới chỉ được giải ngân cấp vốn 18,5 tỷ và vẫn còn thiếu gần 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng thừa nhận dự án chậm tiến độ một phần do chủ đầu tư chưa quyết liệt trong đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu. Thì liên quan đến cái góc độ về quản lý dự án thì đây là một phần trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chưa quyết liệt trong vấn đề về đôn đốc chỉ đạo triển khai thực hiện. Bên cạnh đó là một số vấn đề liên quan về mặt bằng, liên quan đến về việc hút cát và đặc biệt là về vấn đề về bổ trí kinh phí. Và kinh phí thì thực hiện theo chỉ thị 1392 của Thủ tướng Chính phủ thì chủ đầu tư nghiêm cấm là yêu cầu nhà thầu triển khai thực hiện khi chưa có vốn. Những đến cái phần kinh phí ảnh hưởng cũng khá lớn đến cái vấn đề là triển khai thực hiện dự án. Tại một số hạng mục đã hoàn thiện đang có dấu hiệu hư hỏng xuống cấp, chủ đầu tư đã chỉ định các nhà thầu sửa chữa. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tức thời. Về lâu dài, công trình cần được hoàn thiện đồng bộ và bàn giao cho địa phương để quản lý và sử dụng có hiệu quả. Huyện cũng đã có kiến nghị. Kiến nghị thứ nhất là liên quan đến cái vấn đề là huyện tỉnh quan tâm bổ trí cái phần kinh phí còn lại của dự án. Vấn đề thứ hai là liên quan đến trong thời gian mà chờ bổ trí vốn để triển khai thì để có cái đơn vị quản lý vận hành để tránh tình trạng không có người quản lý dẫn đến là nó có những cái ảnh hưởng đến công trình. Thì cũng kiến nghị tỉnh sở xây dựng, sở đầu tư cho phép nghiệm thu giai đoạn từng phần nghiệm thu hoàn thành để bàn giao cho thị trấn Thuận An nhận quản lý để đưa vào sử dụng. Và nếu được bố trí kinh phí đầy đủ thì trong phạm vi khoảng từ 3 tháng chúng tôi sẽ hoàn chỉnh công trình để bàn giao đưa vào sử dụng. Trong khi sân chơi thể thao, sinh hoạt văn hóa của người dân vùng nông thôn trên địa bàn vẫn còn thiếu, thì dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao Thuận An chậm tiến độ đã gây không ít bức xúc cho người dân. Thiệt nghĩ, thời gian tới, chính quyền địa phương cùng các sở ban ngành liên quan cần có phương án để đầu tư hoàn thiện dự án, để người dân có nơi vui chơi giải trí, đồng thời tránh được tình trạng lãng phí ngân sách nhà nước.